Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Ngày hôm nay có 9 cây máy luôn. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Đó, nay với rửa dọn xong này. Đó, trời còn nắng nhá, quay sớm cho bác nhá. Đó, nó thổi lá tỉa rào đủ loại máy cho các bác nhá. Đó. Lô này em phải lô chữ Q. Q1 thì em có con Makita này. Tanaka tay cụt, Echo, Komatsu, Shinawa, Kyurit, Ubala và một con Echo 551 các bác nhá. Các bác hỏi rất là nhiều luôn trên dòng này. Đó, lô máy này rất là đẹp nhá. Bên em bán ship toàn quốc này. Nơi bác được kiểm tra hàng này. Cái hàng thoải mái luôn. Bảo hành cho bác là 6 tháng. Đó, máy móc bên em đều nguyên zin hết các bác nhá. Đó, lô máy rất là đẹp luôn. Rồi, sản phẩm quý bác mua cưa sẽ là gồm rũa, tip và tô vít này. Đó, ba món theo kèm. Đầu tiên Q1. Q1 thì em có một cây Makita. Makita MDE3435. Con này các bác hỏi rất là nhiều luôn. Con này rất là đẹp các bác nhá. Đó, cái này được trang bị công suất là 35cc. Đó, làm mặt cắt là 35, xích là xích chung 91. Làm Makita, làm zin theo máy. Con này rất là liền lạc luôn, con này bao đẹp luôn cho bác nhá. Đời này có van xả áp này. Đó, giúp độ nhảy nổ bác sẽ cao hơn. Mà tiền nó bao đẹp luôn cho bác nhá. Hàm rồng bô bọng rất là trắng luôn, lốc và lớp nhôm. Đó, lên trời nó hơi nắng nắng nhá. Quay sớm nên là nó hơi phản ánh nắng tí thôi. Đó, các bác xem bác thông cảm cho em. Đó, có Q1 giá có 1,7 triệu. Dòng này bác giá rẻ các bác nhá. Thích hợp bác nào cắt củi gia đình hoặc bác nào chưa sử dụng cưa muốn tham khảo con máy giá vừa giá rẻ thì bác nên tham khảo con Makita này nhá. Đời này có bơm thang phụ này. Đó, là 40 mà cắt 35, máy móc nhà nguyên zin hết cho các bác nhá. Cắt tầm trung thì bao ngon luôn cho bác, quế tiếc bạch đàn gọi bao ngon luôn. Riêng dòng Makita này chạy cực kỳ là lợi xăng là bền luôn. Đó, làm zin theo máy luôn. Đấy, vạt xả áp các bác ấn vào rất là nhẹ nhàng luôn. Con Q1 giá là 1,700,000 này, bác ship toàn quốc. Rất là nhẹ nhàng luôn. Dòng Makita này chạy cực kỳ lợi xăng luôn, giật rất là nhẹ nhàng nhá, nổ luôn rất là nhẹ nhàng. Các bác ấn vào cái van xả áp này giật sẽ rất là nhẹ nhàng hơn, một 50%. Đó, như kiểu giống trợ lực ấy. Đó, rồi 1,7 triệu bao ship toàn quốc, 5 trọng lượng 5 kg. Số 2 thì em có một cây Tanaka Powermate G330A. Đời này rất là nhẹ nhàng luôn, con này rất là mới, rất đẹp các bác nhá. Đó, Tanaka Powermate. Đó, con này trang một cắt là 35, làm 40, xích là chạy xích chân 25. Đó, bô bóng là trắng luôn nhá. Dòng này rất là nhẹ nhàng, chuyên các bác nào cắt củi gia đình, các bác leo trèo tỉa cành. Đặc biệt là các bác có tuổi yêu cầu con máy nhẹ nhàng mà leo trèo tốt. Đó, cắt tỉa cây cảnh thì con này bao ngon luôn cho bác nhá. Con này chạy hai lá bạc này, bao ngon luôn cho bác luôn. Còn trang bị là bơm thang phụ các bác nhá. Đó, làm bao đẹp luôn. Đó, máy móc nguyên zin rất là nhẹ luôn. Hoặc các bác nào chưa sử dụng cưa này, tham khảo con máy nhạy nổ thì bác tham khảo con Tanaka này nhá. Đó, Tanaka là hàng quốc dân rồi. Đó, rất là nhẹ nhàng cơ. Đó, giá con này con Q2 giá là 1,900,000 này, bao free ship toàn quốc. Đó, rất là đẹp, ép nổ cho bác này. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Thì cắt tập trung rất là ok này. Quế kia cắt thì bao ngon luôn. Cắt tỉa cảnh này, leo trèo bao nhẹ luôn cho bác nha. 1,900,000. Rồi tiếp theo số 3 thì có cái Echo nòng nằm. Con này Echo 331. Đó, con này trang bị công suất là 33cc. Kyurit Echo, con này là lam mặt cắt là 30. Đó, lam mặt cắt là 30, xích là chạy xích chân 25. Làm Echo bác nha, hai ốc giữ lam, làm zin theo máy luôn. Echo còn nguyên chữ lam này. Con này rất là mới luôn. Đó, riêng dòng Echo này các bác hỏi độ bền nó rất là cao luôn nha các bác nhé. Độ bền nó rất cực kỳ là cao. Đó, chạy thì gọi siêu bền, siêu lợi xăng. Đặc biệt là máy càng nóng càng nhạy nổ này. Các bác đi cắt
củi gia đình hoặc là bác đi cắt tầm trung, căn gỗ banh ta 40-50 thoải mái luôn. Đó, dòng này máy chạy rất là đầm các bác nhá. Hơi hãm bao căng luôn cho bác, giờ thì gọi siêu nhẹ nhàng. Máy chỉ cần hơi nổ nóng khoảng 1-2 phút thôi. Nó nóng máy lên một chút là giật cực kỳ là nhẹ nổ luôn. Đó. Make in Japan, báo mua trên lốc này. CS331LV. Đó, Kirin Echo. Độ mới rất là cao. 2.200.000 bao ship toàn quốc. Trọng lượng của máy là rơi vào 5 kg. Đó, hệ miền Tây rất là ưu thụ dòng Echo này các bác nhá. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, bác nào khó tính mà kêu con máy chất lượng nhạy nổ thì bác em tham khảo con Echo này, 2.200.000. Rồi tiếp theo con số 4. Số 4 thì em có một cây Renat Komatsu. Con này là G3401 RS Made in Japan. Con này có hàng gọi là hàng siêu tuyển rồi. Con này được trang bị công suất là 34cc các bác nhá. Hệ gia đình gọi bao ngon luôn cho các bác. Đó, con này làm mặt cắt là 35, xích là xích chân là 25 nhá. Làm ren quát luôn. Đó. Con này chạy xích chân 25. Đó, chạy xích chân 25 các bác nhá. Riêng dòng này có trợ lực lớn này, giặt thì phải siêu nhẹ nhàng luôn. Con này cắt củi gia đình bao ngon luôn cho các bác nhá. Con này được trang bị là bô giảm thanh này. Các bác nghe tiếng sẽ êm hơn các bác nhá, nhưng mà tua thì nó không hãm lại, nó cực kỳ là cao luôn. Đấy, con này gọi là bao ngon luôn các bác. Riêng bác dòng Komatsu thì gọi là siêu bền, siêu loại xăng rồi. Đó. Dòng này gọi là cắt củi gia đình bao ngon. Bác nào mà muốn lăn tăn thì con máy gọi là nhạy nổ này, tua cao cắt ngon thì con em thảo con K4 nhá, Komatsu này, bền nó rất là cao luôn. Đó, máy rất là mới. Đó, trọng lượng của con này rất là nhẹ nhàng thôi, 4.5 kg. Đó, con ZQ4 giá là 2.300.000 nhá, Komatsu. Đó, test nổ cho bác này, chụp giật trận lực lớn nhá. Siêu mới, 2.300.000. Rồi tiếp theo cây số 5. Số 5 thì em có một cây Shinawa nhé. Gọi là Shinawa Chan Insa. Shinawa, bác biết rồi, dòng Shinawa này con này rất là mới. Đó, con này trang bị công suất là 30cc SD ESE 300. Đó, này trang bị làm cắt là 35, xích là chạy xích trùng 91, làm zin theo máy các bác nhé, làm SD luôn. Đó, các bác biết rằng con này tua cực kỳ là cao luôn. Hệ gia đình gọi là cắt siêu VIP. Con này được trang bị là chụp giật trợ lực lớn này, giật siêu nhẹ nhàng luôn, giá lạnh rất là rẻ luôn. Các bác nhìn dây giật bãi này, dây này là zin theo máy luôn nhá, cực kỳ là trắng luôn, có biết dây trắng rồi đấy. Là máy này sử dụng rất là ít luôn, đặc biệt tua này cực kỳ là cao. Đó, cắt thì bao ngon chưa bác, lốc liếc này siêu đẹp luôn. Đó, xích là xích dùng chuyên môn. Đó, anh em hệ miền Tây rất là ưu chuộng dòng Shinawa này, cắt thì gọi bao ngon, tua cực kỳ là cao. Ốc áng 7 màu con này rất là đẹp nhá, ốc áng 7 màu này, ốc nào ra ốc đấy luôn. Đó, đây, ốc to giữ lam, ốc 7 màu luôn này, rất là đẹp. Đó, con này hàng gọi là siêu tuyển rồi. Con này gọi là siêu mới, trọng lượng con này rất là nhẹ nhàng thôi, 5 kg. Cắt thì bao ngon luôn cho bác nhé. Đó, 2.400.000 con quý 5. Đấy, chắc nổ cho bác này. Rất là êm luôn nha. Cây số 6. Số 6 thì em có một cây Kyurit nóng đứng. Đó. Con này Kyurit 366. Đó, 366. Con này là 36cc.
dòng cắt tầm trung con này thì có bao ngon cho con bác nhá. Làm con này cắt 40 này, xích cả xích chân 25, làm la tinh tả nhiệt luôn. Đó. Không lo sợ nóng nhá. Đó. Rồi con này có hai ốc giữ lam luôn. Con này có bề nói cực kỳ là cao, riêng dòng Purit này, Purit đó. Thằng thích trắng biết là hoạt động bình thường. Các bác nhìn mặt tiền này, lốc liếc rất là đẹp luôn. Hàm rồng nhá. Đó. Make in Japan. Đó. Bác nhìn này, con này bao đẹp luôn cho bác. Riêng dòng này độ bền rất là cao, nó con lạnh giống vòng Echo bác nhá. Máy càng nóng càng nhanh nổ, các bác thì cắt tầm trung gọi là bao ngon luôn cho bác. À, con này được trang bị trùng giật trợ lực này, giật thì gọi siêu nhẹ nhàng, tích hợp bơm năng phụ luôn. Đó, trọng lượng của con máy này rơi vào khoảng 5,5 kg thôi. Đó. Cắt thì còn bao ngon nha bác nhá. Các bác thì cắt những vô banh khoảng 90 80 gọi là không thành vấn đề nha các bác. Đó, làm là tinh tả nhiệt. Đó, Purit, con này giá là 2.700.000 con Q6. Đó, rất là đẹp luôn, test nổ cho bác này. Rất là giòn luôn nha. Để em gai cho bác nghe tiếng máy nha. Q6 giá là 2.700.000, bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo cây số 7. Số 7 thì em có một cây Shinawa nhá. Con này là Shinawa 360. Con này được trang bị công suất là 40cc. Con này cũng rất là đẹp luôn. Là con này mặt cắt là 40. Đó, làm 45 mặt cắt 40. Xích cả chạy xích chân 25. Làm la tinh nhá, làm đầu to này. Con này bên em đây một sợi xích mới cho các bác này. Bác không phải lăn tăn cắt nhá. Đó, bao ngon luôn. Đó, riêng dòng này tua cực kỳ là cao. Đó, anh em hiện miền Tây rất là ưu chuộng dòng này luôn. Mặt tiền của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Hàm rồng, lốc liếc rất là đẹp. Shinawa, dòng này anh em hiện miền Tây rất ưu chuộng dòng này, đi cắt dừa nhá, cắt dừa gọi bao ngon luôn. Thì các cộ tầm trung, vỗ banh khoảng 101, 102 gọi là không thành cái vấn đề gì, cắt cực kỳ là ngon luôn. Độ mới con này cũng rất là cao. Đó, tua liếc cực kỳ là cao, trọng lượng con này rơi khoảng 5 kg, làm là tinh. Đó. Lốc bao đẹp luôn cho bác. Đó, test nổ cho bác này. 3 triệu bao ship toàn quốc. Đó. Rất là tua cực kỳ là cao luôn, 2-3 triệu bao ship. Rồi tiếp theo cây số 8 thì có một cây Humala, con này là 141. Con này được trang bị công suất là 41cc các bác nhá. Con Hu là thương hiệu số 1 Thụy Điển rồi. Hàng này bao ngon luôn cho các bác. Làm mặt cắt là 40, xích cả xích chung 91, làm Humala, làm zin theo máy luôn. Này có hai ốc giữ lam các bác nhá. Con này bao đẹp luôn cho bác. Sáng trắng nhất hoạt động bình thường. Hu thì cắt cây gọi là bao VIP rồi, nó không thể chê được đâu rồi. Đó. Tua kia cực kỳ là cao. Cắt cây gọi cây tầm trung nhá, bạch đàn bạch kia gọi là không làm gì cả. Đó, cắt gọi bao ngon luôn cho bác, cả cái biển bao VIP. Đó, trọng lượng con Hu này là 4,6 kg. Đó, 4,6 kg, độ bền, độ tiết kiệm xăng của dòng Hu thì cực kỳ là cao luôn. Giật thì gọi siêu nhẹ nhàng luôn. Đó, để em test tiếng tua, tiếng nổ con Hu cho bác nghe nhá. Con này giá là 2.700.000 thôi. Đó, test nổ cho bác này. Con số 7 giá là 2.700.000 bao ship toàn quốc. Huala full chức năng, chẳng đèn biết hoạt động bình thường. Rồi tiếp theo con số cuối cùng là em có một cây dòng khai thác các bác nhá. Con này gọi là hàng siêu tuyển, siêu đẹp, siêu mới luôn. Đẹp con này phải đẹp tầm 98% các bác nhá. Con này là Echo 5551 Purit Echo. Con này được công suất là 55cc các bác nhá. Dòng Echo con này siêu mới luôn. Đó, hàm rồng còn đủ nguyên này, làm Echo. Đó, con này làm cắt là 550, một cắt 45. Xích con này chạy xích đại các bác nhá. Đó, xích lớn, xích chân 72. Đó, con này có hai ốc giữ lam này, rất là dài luôn. Ốc áng giữ lam 7 màu luôn, bao đẹp cho bác nhá. Dòng này bác đi xẻ xiếc, xẻ ván là bình thường luôn. Riêng dòng
Echo này cực kỳ là bền luôn nha. Đó, hàm rồng này rất là ấy luôn, dài luôn. Đó, con này bao mới luôn cho bác. Đặc biệt trong này bác đi cắt không lo, cái máy nóng khó nổ nha. Máy cực kỳ là nhạy nổ luôn. Con này làm echo, làm Latin luôn các bác nhá. Đó, trọng lượng của con này rơi vào khoảng 7,5 kg. Đó, nhưng dòng khai thác nó chỉ hơi nặng một chút thôi, nhưng bù lại độ bền, độ tiết kiệm xăng công suất lớn. Đó, giật thì gọi siêu nhẹ nhàng luôn. Đó, máy nóng dễ nổ. Con số 9 giá là 3 triệu bao ship. Con cuối cùng, đó, bao mới luôn cho bác nha. Rất là nhạy nổ luôn. Đó, nghe tiếng vô cực kỳ là giòn nha. Con số 9 giá là 3 triệu 3 xi toàn quốc. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Bạn nào quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp qua được hàng là 0862 567 746 nhá. Đó, các bác xem video cho em xin like, đăng ký kênh của chúng thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.